it's good to have this opportunity to let you know how Amelia is going in class. Xin chào anh chị, em là Diễm Quỳnh và đây là thầy Gary. Thì hôm nay em rất vui được cùng với thầy quay video để nhận xét về quá trình học tập của Amelia tại trung tâm ngữ em quay thời gian vừa qua. Amelia is a very capable student. Thầy có nhận xét là Amelia thì rất là có cái khả năng ngôn ngữ. She shows a great deal of confidence when conversing in English. And although she struggles at times to find the right vocabulary to use, she is very willing to offer answers in class. Amelia grasps new work easily and applies her understandings well in class. Very pleasing results from a hard-working student.